Thành Lampard, trong những tiền vệ huyền thoại của bóng đá Anh và câu lạc bộ Chelsea, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea ở mùa giải hiện tại và đạt được những thành công với cầu thủ rất trẻ Mason Mount hay là Tony Abraham. Mùa giải Icon thì Lampard có thể tốt ở các CM Cam và CDM, mức lương tương đối cao 25, cao 1m84, cân nặng 89 kg, thế hình bình chân thuận 4-5. Anh có 3 sao kỹ thuật, các chỉ số gốc bao gồm cứng như thép, chuyền dài, sút xa, tạo và thánh chuyền bóng. Chúng ta sẽ review Lampard ở vị trí anh chơi tốt nhất, đó chính là vị trí CM. Ngoài các vị trí CM Cam thì Lampard có thể đá được CM tốt. Lampard là một trong tượng đài của câu lạc bộ Chelsea, mà trong thời kỳ đỉnh cao của mình, anh đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ Thành London. Lampard còn có một biệt danh đó là người không phổi, thì anh luôn là một thể hiện khả năng chơi bóng như một cỗ máy. Và ở mùa giải Icon là mùa giải tốt nhất của Lampard trong in-game. Trong in-game thì Lampard có thể hình tối tốt, anh có cao là 1m8. Đây là chế độ phạm. Mạnh của Lampard thì là khả năng chuyền bóng, bóng phát động tấn công, khả năng sút xa cực kỳ tốt của mình. Thời kỳ còn thi đấu đỉnh cao, Lampard đã phối hợp với Drogba trở thành một trong những cặp đôi tấn công sức hủy diệt cao của Chelsea, giúp câu lạc bộ này có một thời kỳ thống trị bóng đá ngoại Anh và giành vinh quang ở C1 năm 2012. Khả năng đỡ bóng bước một và cầm Rambat là rất tốt. 3 sao kỹ thuật, anh nhận những skill đơn giản. Tốc độ của Lampard là khá tốt so với một CM. Năng phát động tấn công tốt. Lampard có bộ chỉ số xuất phạt tương đối tốt, khả năng chuyền bóng bổng và bóng ổn. Anh thường xuất hiện ở những nóng trên sân. Năng chơi bóng bằng đầu của Lampard là cũng tương đối tốt so với một CM. Lampard khi cầm Lampard thì đơn giản là chúng ta chỉ dê dắt và tìm khoảng trống chuyền. Lampard chuyền bóng rất tốt, anh có thể mở toang cơ hội ghi bàn cho đồng đội của mình bằng những pha chuyền bóng cực kỳ xác. Số ẩn thánh chuyền bóng giúp tiền vệ này vai trò kiến tạo của mình rất tốt. Ờ.
thằng bằng chân phải của Lampard là tốt hơn chân trái rất nhiều. Cầm Lampard thì các bạn có thể đóng xa từ ngoài vòng cấm. Sau khi beta đóng xa của chúng ta rất là tốt. Lampard là một biểu tượng của chiếc ở cương vị một cầu thủ tiền vệ thời còn thi đấu đỉnh cao và hiện tại là một huấn luyện viên rất tài năng với đội hình chung khi Chelsea cấm chuyển nhượng. Lampard đã đưa những cầu thủ từ lò đào tạo trẻ của Chelsea sau trận đầu của mùa giải ngôi sao sáng giá của Chelsea lần lượt có tên tuổi trong làng bóng đá thế giới. Có thể sẽ rất lâu nữa Chelsea ở Champions League với những tài năng trẻ đang có cộng với tiềm lực của chủ tịch Abramovich. Có lý do gì chúng ta không chờ đợi đột xác lên câu lạc bộ thành lập đột. Ta sẽ cùng xem khả năng phạt rồi là một cú dứt điểm bằng chân trái. Lampard có thể hoạt động không 120 phút đấu trong những rất đáng để ta sử dụng giá mà đưa anh về mùa giải Icon thì không hề có một chút nào cả một tài sản tương đối kiềm thủ. Vậy sử dụng mùa giải TC của Lampard sẽ có hợp lý. Giá mùa giải TC chỉ là 135 triệu. Tại Icon quá đỉnh rồi. Rất khó để tìm một trống cho Lampard dứt điểm. Lampard bóng đi rất căng. Hay tiếc là một Varane Van Dijk đã đánh đầu bóng trúng cột. Ngoài khả năng tấn công và kiến tạo tốt, Lampard còn khả năng phòng ngự thể hiện ở những CDM trong lực của cầu thủ này. Thời kỳ cao thì mà Chelsea cần một đích thực, Lampard có thể đóng vai trò đấy. Thông anh là một cầu thủ tiền vệ tương đối đa năng, gọi là lên công về thở, nhưng đối với Lampard đích thực anh là lên công về thủ.
còn dồi dào và kiến tạo rất khó để Ferris ghi bàn. Đấy rồi, rất căng, rất tình huống dứt điểm rất căng của Lampard mà Felix đã có cơ hội. À, thấy được sút của Lampard là rất tốt, đặc biệt là ở mùa giải Icon này. Thể lực rất trâu, khả năng giữ bóng và khả năng sút xa cực bá đạo nhất là khả năng sút xa. Và nếu như có thể châm điểm cho Lampard ở vị trí CM thì chắc chắn mùa giải Icon sẽ đạt điểm 10 tuyệt đối trong những tiền vệ công toàn diện. Felix một pha dứt điểm, trời ơi tiếc, trái của anh phải được.